Chức năng không gian nhận và tham gia chương trình này, góp nhận 85 tóc cần cái đồng bát này trên một cái trước đây anh em đang rất là nhiều cái đồng bát này trên trình diệt Blazer đó tất cả các bạn. Cái đồng tóc cần này nó list lên một cái sàn Binance rất có giá trị luôn tất cả các bạn. Chương trình iDrop này nó sẽ phân phối cho bạn cho từ 24 giờ đến 72 giờ là 2 ngày đến 4 ngày các bạn. Để tham gia chương trình này event của nó các bạn link list phần link mô tả mình bấm nút ta để chat cho bot nó. Sau khi bấm nút ta xong các bạn join vào iDrop. Join vào iDrop rồi các bạn join vào hai group nữa Telegram của nó các bạn. Bạn đang comment join chưa các bạn? Rồi các bạn join vào một nha, một kênh các bạn. Nãy mình làm nhiệm vụ mà mình chưa join. Rồi các bạn join vào kênh thứ hai của nó nha các bạn. Rồi. Sau khi bạn join hai kênh Telegram nó, các bạn ghi là username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn vào setting copy username mình, rồi các bạn vào đây subscribe kênh YouTube của nó, rồi các bạn trở về profile, trở về từ nhà copy username cái đường link YouTube của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho nó, rồi các bạn follow Twitter và retweet pinbot. Các bạn like cho nó một bài hai bài nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại username Twitter của mình là ở đây nè. Rồi các bạn bấm vào nút withdraw, các bạn bắt địa chỉ ERC20 vào. Rồi các bạn nhận được 85 token. Có cái hiệu là bát, mỗi một lượt ghép là 25 đồng bát, khoảng 3 đô. Phan con này nó thông báo nè các bạn. Submit UETH là khi bạn điền địa chỉ hết bát, chúng tôi sẽ tự động phân phối từ 24 giờ đến 7 từ 24 tu từ 24 đến 72 giờ cho các bạn nha các bạn. Vì video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu comment ở đây comment dưới. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.